calligraphy đến với mình khá là bất ngờ. Mình vốn là một người học ngoài ngành, học kinh tế, tuy nhiên mình rất yêu thích ngành thiết kế. Nhưng mà việc học tách biệt một ngành mới đối với mình rất nhiều khó khăn. Calligraphy thì mình cảm thấy là một chút dễ dàng hơn, bởi vì nó cũng không đòi hỏi quá nhiều về cái khả năng vẽ mỹ thuật của mình. Sau một lần xem video trên YouTube thì mình cảm thấy là calligraphy thực sự là một cái mà mình yêu thích. Và mình có bắt đầu thực hiện tập luyện một thời gian trước khi đi đến với khóa học của cô Margaret Schiffert ở Aperia Arena. Và mình thực sự cảm thấy đây là một sự may mắn rất lớn. Và bây giờ calligraphy đối với mình là một sự đam mê. Sau một thời gian luyện tập và nghiên cứu thì nó không còn đơn thuần là một cái sở thích cá nhân nữa, mà nó trở thành một cái gì đó khiến mình nghiện. Và mục tiêu của mình là trở thành một master penman trong tương lai. Calligraphy còn mang đến nhiều ý nghĩa tinh thần đối với mình, đó là những lúc viết bằng tay với cây bút và giấy chính là cái lúc mình cảm thấy thư thái nhất và thả mình vào không gian yên tĩnh để cái mở mang đầu óc sáng tạo.